Xin giới thiệu với các bạn đến các bạn một cái bộ cây cầu phanh dầu chạy điện 1m2, động cơ là 1000W và điều khiển cầu thì có tầng số mạnh nữa các bạn nhé. Có dây cần này, số mạnh này, tổng chiều dài là 1m2 thì cái này các bạn có thể sử dụng lắp bánh lên thì nó sẽ ra chiều dài phủ bì là 1m3 đấy. Thì cái 48V hoặc 60V đều dùng chung được nhé. Cái điều khiển này là điều khiển 1000W dùng chung cho 48 và 60. Dòng này rất là to các bạn ạ. Nó là hàng đặc chủng chuyên dụng dành cho xe 3-4 bánh này. Đây, thông số của nó đây, 48V 1000W 60A. Đấy, nó có thể chạy đa năng được, 60V nó cũng chạy được. Đây, động cơ này, cầu hàng rất là nét chuẩn nhé. Các bạn có thể lựa chọn các cái kích thước là 1m, 1m1, 90cm bên em đều có. Đấy, dây này là dây cần sang số này. Đây là tổng phanh dầu này. Có kèm phanh dầu sẵn rồi nhé. Các bạn lắp cái loại cầu này thì thực ra nó cũng không đắt hơn cầu phanh cơ mấy, bởi vì là giá thành nó đã bao gồm cả bộ phanh rồi. Còn những cái dòng phanh cơ ấy, thì nó chưa bao gồm bộ phanh này đâu. Các bạn này phải mua thêm phụ kiện phanh cơ và nữa, tính ra nó cũng không rẻ hơn là bao nhiêu đâu. Đây, gối cầu này. Tim ốc là 7-10 các bạn nhé. Tim ốc bắt 4 con bánh là 7x10. Đấy, mọi chi tiết liên hệ thì xin liên hệ qua 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.